Tiếp theo sẽ là một thông tin giáo dục nhận được rất nhiều quan tâm của dư luận trong những ngày vừa qua. Thưa quý vị, sau khoảng một tuần kể từ khi vụ việc một nam sinh ở Bến Tre đã có những hành vi lời lẽ xúc phạm, đồng thời là bóp cổ cô giáo tiếng Anh của mình ngay tại lớp học, thì đại diện trường trung học cơ sở Tân Thạch, huyện Châu Thành cho biết trường vừa ra quyết định tạm đình chỉ học tập đối với nam sinh này. Là một trường có nhiều năm liền đạt chuẩn quốc gia, nên khi sự việc tại trường trung học cơ sở Tân Thạch xảy ra, không ít người tỏ ra ngỡ ngàng. Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, nam sinh lớp 8 là một học sinh có lực trung bình, thuộc dạng cá biệt của trường. Còn cô giáo tiếng Anh tên N thì đã có kinh nghiệm 20 năm trong ngành giáo dục. Khi sự việc xảy ra, đã có sự chứng kiến của rất nhiều người. Trong đó có hai giáo viên được cô giáo N mời sang chứng kiến sự việc và hàng chục học sinh của lớp. Trước đó, trong tiết học tiếng Anh, khi phát hiện có một nữ sinh mở tập vở học môn khác, thì cô N đã nhắc nhở nhiều lần nhưng nữ sinh vẫn không tiếp thu. Do đó cô đã đến bàn và tịch thu tập vở môn khác của nữ sinh, nhưng liền bị một nam sinh ngồi phía bàn sau đứng dậy thách thức và văng tục với cô. Đỉnh điểm là nam sinh này đã có hành vi bóp cổ cô giáo của mình ngay tại lớp. Tiếp nối sự việc, một cô giáo ở trường tiểu học Bình Chánh phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh vẫn đang gây bức xúc dư luận. Sự việc xảy ra tại trường trung học cơ sở Tân Thạch một lần nữa dấy lên nhiều lo ngại về các vấn đề trong ngành giáo dục. Dự kiến thứ năm tuần tới, Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre sẽ có cuộc họp trực tuyến toàn ngành để bàn giải pháp ngăn chặn không để xảy ra bạo lực học đường.